Xin chào các bạn ạ. Bây giờ là 10 giờ bên Việt Nam và là 12 giờ bên Nhật. Các bạn bên Nhật đã nghỉ chưa? Hôm nay chúng ta tranh thủ tầm khoảng 30 phút nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tranh thủ tầm khoảng 30 phút để chúng ta làm về cái phần từ vựng này. Các bạn ở bên Nhật thì có thể vừa ăn trưa và vừa nghe một chút ạ. File này là phần file mà mình đã đăng ở trên fanpage rồi, không biết các bạn đã làm thử thôi chưa? Thấy mọi người share về rất là nhiều nhưng mà không biết đã làm thử chưa ạ? Cái này thì mỗi ngày mình sẽ đẩy một chút thôi nhé, bởi vì là cũng không có nhiều thời gian ấy. Có 14 bạn đang xem. Ok, vào việc luôn nha. Vào việc luôn nha, xong đấy mình còn nhiều việc lắm. Thứ nhất là Namanamashi này. Namanamashi, từ này thì sẽ bằng với cái sắc từ sắc thái của những cái dạng như là kantan, đơn giản. Kantan này. Thế thì ở đây phương án nào sẽ phù hợp ạ? Đáp án của chúng ta trong trường hợp này sẽ là phương án số 3. Dokuritsu shite mise o dasu no wa keshite nama yasashi ne. Nama yasashi. Thì chúng ta cứ nhớ cái phần mẹo là cái từ nama đứng trước ấy, nó chỉ dùng để nhấn mạnh thêm cái nghĩa thôi, còn nghĩa gốc nó vẫn là yasashi theo cái sắc thái là đơn giản. Thế nên là cái từ nama yasashi thì cũng bằng với sắc thái là đơn giản, dễ. Mình tự ra làm riêng để mình mở một cửa hàng thì nó không phải là cái chuyện dễ dàng. Nama yasashi koto dewa nakatta ne. Thì đáp án sẽ là câu số 3. Còn những trường hợp còn lại, thế thì cái phần này các bạn có thể ghi nhớ là nó bằng với những cái sắc thái từ ví dụ như là kantan hoặc là thayasi. Này, thayasi. Còn lại này, câu thứ nhất được không ạ? Câu thứ nhất thì cái chỗ này cần một phó từ để bổ nghĩa cho cái hành động về sau là mở cửa chạy trốn, chạy thoát ra hành lang như thế nào đó. Cái hành động đấy diễn ra như thế nào? Thì thường khi mà người ta vội vã và người ta làm cái hành động với một cái mức độ kiểu nó rất là mạnh, dữ dội, mạnh hơn so với bình thường thì người ta sẽ dùng từ gì, mọi người còn nhớ không ạ? Các bạn nào comment giúp mình được từ này không ạ? Đó là từ arashi ne, arashi, từ cái từ kanji này thì ở đây sẽ được chuyển thành cái dạng phó từ là arashiku ne. Ví dụ nha, khi mà ví dụ mình chỉ nói là đứng dậy thì sẽ dùng là Sekio tatsu. Nhưng mà khi mà mình dùng nhấn mạnh cho cái hành động nó rất là mạnh ấy, mình có thể dịch sang tiếng Việt kiểu như là đứng phắt dậy. Đó, thì người ta sẽ để cái ara arashiku ở phần đằng trước. Ara arashiku sekio tatsu. Bởi vì bản thân của cái tính từ ara arashi thì nó sẽ dùng cho những cái hành động kiểu nó rất là dữ dội này, khốc liệt này, thô bạo này, mạnh này. Thì ví dụ người ta dùng là Adarashiku sekio tatsu thì sẽ dịch là đứng phát dậy. Còn đây ví dụ mở cửa đến sầm một phát, một hành động nó rất là mạnh đúng không? Thì các bạn cũng có thể thay thế cái từ này ở đây là Adarashiku với câu số 1 này. Còn câu số 2, anh ta có một cái kokoro, một cái tâm hồn, thì từ này thì có thể thay thế bằng rất nhiều những cái cách nói. Nhưng mà có một cái cách nói mà thường hay gặp, ví dụ như là có một cái tâm hồn rất là trong sáng. Đó, thì trong sáng theo cái kiểu của con trai nhá. Giống như kiểu là khi mà mình chơi cái gì đó, chúng ta hay gọi là chơi đẹp này. Kiểu con trai thì kiểu như là rất là hiên ngang, rất là thẳng thắn này. Đấy thì người ta hay dùng cái từ gì ạ? Isagi. Isagi yoi desu ne, isagi yoi desu ne là cái từ này. Thì cái từ này nó cũng có thể bằng với khi mà người ta ghép với một cái từ khác, ví dụ như là keppaku. Đó, ghép với chữ bạch. Keppaku. Thì khi mà người ta dùng là isagiyoi kokoro motteru, tức là một cái người mà có, nói chung một trái tim kiểu rất là trong sáng, trong sạch thôi, không có kiểu như là gian xảo hay là chơi bẩn này. Đấy thì cái này có thể thay thế bằng keppaku hoặc là isagiyoi. Còn cái câu số 4 là cô ấy vừa chải tóc. Kami o tokashinagara. Cái động từ tokasu này là mình gỡ tóc, tức là chải tóc nhá. Cô ấy vừa chải tóc vừa hát thì thực ra là cái này có thể bỏ luôn cái tính từ, không cần dùng cái tính từ để bổ nghĩa cho uta cũng đúng.
Hoặc là nếu như mà muốn 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 có một cái tính từ bổ nghĩa cho ta thì có thể thêm những cái tính từ ví dụ như là hát một cái bài hát kiểu lúc mà mình vừa vừa chải tóc vừa hát thì hát những cái bài hát thường rất là kiểu vui vẻ chẳng hạn, vui vẻ dễ chịu đúng không? Đó thì ví dụ khi mà nói là vui vẻ một cái bài hát mình nghe cái nhịp nó rất là du dương vui vẻ thì có thể dùng với những từ như là kokoro, kokoro yoi này là cái chữ khoái này. Rồi đến câu số 2 ạ. Nayamashi ne. Thì các bạn cứ nhớ là từ cái động từ nayam là cái chữ não trong cái từ là phiền não, phiền muộn. Thì cái từ nayamashi nó sẽ thường là dùng cho cái trạng thái khi mà mình cảm thấy là có những cái trăn trở này, có những cái phiền muộn này, có những cái lo âu này. Đấy. Thì nó thường sẽ đi với gì ạ? Thường sẽ đi với những cái biểu cảm hoặc là những cái phần về mặt cảm xúc. Câu số 1 được không? Câu số 1 là cái tóc mái. Maegami nó dài mọc dài ra thì thường khi tóc dài mái mọc mọc dài ra thì mình sẽ cảm thấy vướng víu khó chịu đúng không? Vướng víu khó chịu thì sẽ dùng cái từ gì ạ? Có vẻ như mọi người đang ăn là quên comment rồi. Vướng víu khó chịu thì sẽ dùng với từ ví dụ như là uttoshi. Uttoshi từ này thì dùng với nhiều sắc thái nhé. Có thể các bạn tra từ điển thấy những cái dạng như là u sầu buồn nhưng mà cái từ utoshi này nó cũng dùng cho cái sắc thái khi mà mình cảm thấy vướng víu khó chịu này. Utoshiku thì cái chỗ này sẽ thay thế từ này utoshi to kanjiru. Câu số 2 được không? Anh ta gì đó mà nộp bài nhưng mà không có viết tên thì thường là kiểu như là rất là vội vàng hấp tấp đúng không? Đó, kiểu người mà vội vàng hấp tấp thì có thể dùng bằng những từ như là sosokashi ne. Sosokashi thì cái chỗ này sẽ chuyển thành cái dạng là sosokashiku ne. Sosokashikute namae o kakazu ni testo o dashite shimatta. Sosokashikute. Còn cái câu số 3 là một tuần rồi cứ để râu mọc dài như thế thì kiểu con trai mà một tuần để râu mọc dài thì trông mặt sẽ rất là khó coi đúng không? Trông nói chung là chán đời. Có thể dùng với những từ như là migurushi. Migurushi ne. Thì đáp án ở đây để chỉ cái biểu cảm cái khuôn mặt trông kiểu như là mình đang lo lắng, mình đang phiền muộn, mình đang lo lắng một cái chuyện gì đó thì các bạn sẽ dùng với cái vế trước là đã có cái từ thobaku rồi. Thobaku thì tức là kiểu như là mình đang bối rối lúng túng không biết phải xử lý như thế nào. Thì trên cái sắc mặt của cô ấy hiện lên một cái biểu cảm trông có vẻ như là cô ấy đang rất là trăn trở, rất là phiền muộn không biết phải xử lý một cái chuyện gì đó. Nani ka thobaku shita yona Nayamashige ne. Nayamashige na hyojo ga ukandeta. Thì đáp án nó sẽ là câu số 4 này, đúng không? Tiếp theo nha. Yayakoshi, yayakoshi. Mình đẩy sang đây nha. Yayakoshi thì cái trường hợp nào sẽ đúng? Thường là yayakoshi thì thấy hay thấy đi với những cái nào phức tạp này, lằng nhằng này, đúng không? Phức tạp rằng lằng nhằng những cái kiểu rất là dễ nhầm lẫn, lằng nhằng. Thì nó hay đi với cái gì ạ? Nó hay đi với cái về mặt nội dung. Bởi vì là những cái nội dung thì người ta mới nói là phức tạp chứ đúng không? Đấy, chứ không thể dùng cho, ví dụ như cái câu số 2 là mặc một cái sebido, tức là một cái bộ com lê màu đen gì đó. Thì không thể dùng cho cái trang phục được. Thế nên ở đây nó phải là câu số mấy? À, có bạn dùng mấy yayakoshi cho cái kimochi, cái cảm giác phức tạp hả? Khi mà mình nghĩ về những người đã khuất thì thường có phải là cảm giác phức tạp không? Mà thường là khi mình nghĩ về những người đã mất thì mình sẽ cảm thấy rất là đau lòng, rất là đau buồn, thương người ta đúng không? Nhói đau, đau lòng. Thì những cái cảm giác đau lòng này, buồn này, đau buồn này, thương này, đấy thì có thể dùng với những từ như là setsunai này, setsunai kimochi ni naru thì mới đúng. Đáp án ở đây á, ví dụ như cái từ yayakoshi nó cũng không dùng cho cái thái độ đâu nhá. Ví dụ câu này là thái độ như thế nào mà bị mọi người nghĩ là người lạnh lùng không quan tâm. Omoyari no nai. Thì cái chỗ này phải là những cái thái độ kiểu rất là cộc lốc lạnh lùng thì có thể dùng với những từ như là soke nai ne. Kanojo no taido wa soke nai no de ne. Thì đáp án ở đây sẽ là yayakoshi setsume. Nhớ thành cụm nha. Với cái từ vựng của N1 thì các bạn cứ cố gắng các bạn nhớ thành cụm nó sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ nhớ là yayakoshi hay đi với những cái về nội dung giải thích này các kiểu nó phức tạp, phức tạp dễ nhầm lẫn hoặc là nó bằng với những từ như là wazurawashi. Phức tạp. Hoặc là wazurawashi ne.
Đó. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo đến với câu số 4. Yamashi. Wow, bây giờ có 73 bạn đang xem này. Toàn là các bạn đang bên Nhật đúng không? Yamashi thì cái nào phù hợp đấy ạ? Các bạn mà xem nhiều vào cái giờ này thì mình sẽ duy trì mỗi ngày 30 phút vào cái giờ này cho chúng ta học mỗi ngày một tí nhá. Yamashi thì cái nào phù hợp đấy ạ? Yamashi thì nó thường hay đi với cái dạng kiểu gì? À, hay đi với những cái từ như là lương tâm chẳng hạn. Kiểu như là mình cảm thấy mình làm cái việc gì đấy mà xấu hổ với lương tâm, cảm thấy có lỗi với lương tâm, cảm thấy cắn rứt lương tâm thì người ta sẽ dùng với từ yamashi đúng không? Đáp án mấy ạ? Liệu câu số 4 được không? Câu số 4 là nani mo dekinai mama kyujitsu wa, tức là một cái ngày nghỉ mà mình không làm được cái việc gì cả. Thế thì một cái ngày nghỉ nó trôi qua kiểu cảm giác rất là vô vị, vô ích, mình chả làm được cái việc gì, trò trống gì cả, đúng không? Hay nói kiểu như vậy đúng không? Thì cái số 4 này ví dụ như là mình cảm thấy rất là vô vị, vô ích thì người ta hay dùng với munashi. Ví dụ câu này sẽ là munashiku này. Đó, nó là cái từ này. Munashiku sugite itta này. Thì nó phải là mình cảm thấy là cái ngày nghỉ nó trôi qua rất là vô vị chứ đúng không? Việt Hùng. Câu số 3 được không? Câu số 3 là cái report, cái báo cáo này có nội dung như thế nào đó nên là tôi không thể nhận được. Thì thường là báo cáo nội dung ông làm sơ sài quá. Ông kiểu ông viết sơ sài thì có thể dùng nội dung nghèo nàn, sơ sài có thể dùng với những từ như là toboshi này, hoặc là câu này sẽ biến đổi là toboshiku. Né? Toboshiku. Né? Toboshiku. Uketoru koto wa dekinai. Thì cái phần này câu số 2 được không? Thay cho cả yokunai tame kanojo no me wa, bởi vì là người không khỏe nên thường cái ánh mắt của những người mà bị bệnh á, mà người ta không được khỏe á, thì ánh mắt nó không có cái sức sống, thường kiểu ánh mắt kiểu rất là vô hồn, thì có thể dùng với những từ như là utsuro ne, utsuro me o shiteru. Nên đáp án ở đây sẽ là yamashi. Mình không có làm cái việc gì có lỗi cả, nhưng mà mình không muốn bị người yêu kiểm tra điện thoại. Tôi không có làm gì có lỗi nha, nhưng mà tôi cũng không muốn là bị người yêu, bị anh ta hay bị cô ta kiểm tra điện thoại của tôi. Nani mo yamashi koto nai ga ne. Đó thì nhớ cái từ yamashi này là kiểu như là mình cảm thấy là có lỗi, mình làm một cái việc gì đấy mà mình cảm thấy có lỗi này, cắn rứt lương tâm này, xấu hổ với lương tâm mình này. Đấy, nani mo yamashi koto nai. Quên hết rồi. Tiếp theo nha. Uiuishi. Uiuishi thì cái nào sẽ phù hợp? Gợi ý cho các bạn này, khi mà viết bằng kanji thì cái uiuishi này sẽ là kanji là cái chữ sơ. Sơ này cho cái nghĩa là lần đầu đúng không? Những cái lần đầu thì thường là mình sao? Mình làm mình sẽ hay lóng ngóng, mình sẽ kiểu lần đầu chưa quen mà, đúng không? Thì cái dạng mà nó hay đi là cái hình ảnh mình lần đầu làm cái gì đó một cách nó là lóng ngóng này, ngượng ngùng này, e thẹn này, bởi vì mình chưa có quen với việc đó. Đấy, cái chữ sơ này, thử xem đáp án nào phù hợp đấy ạ. Đáp án nào phù hợp hãy nhìn ạ. Ví dụ nha, ví dụ với câu số 2 thì có thể dùng lại luôn cái từ lúc nãy mà chúng ta vừa học. Mình cảm thấy có cái gì đó kiểu mình cắn rứt lương tâm, như thể là mình đã lừa người ta vậy. Thì cái từ này có thể, câu số 5 này, phần 2 này có thể áp dụng luôn cái từ lúc nãy vừa mới học là gì ạ? Yamashi ne. Có thể áp dụng luôn cái từ yamashi này. Nani ka yamashi. Nên câu số 2 không thể đúng được rồi. Đó, câu số 2 không thể đúng được rồi. Câu số 3 được không? Watashi wa ego ga chan to hanasenakute. Uiuishi, có ai nói như vậy không? Ví dụ như là khi mà mình tập mãi rồi, tập shadowing mãi rồi nhưng mà mình vẫn không thể nói được tiếng tiếng Nhật hoặc là nói được tiếng Anh như mình mong muốn. Tức là mình mãi mà mình chan to hanasenakute thì mình cảm thấy rất là bực mình, cảm thấy kiểu rất là sốt ruột, đúng không? Thì khi mà chúng ta cảm thấy là cái sự việc nó không như chúng ta mong đợi hoặc là không theo như chúng ta nghĩ, mình cảm thấy sốt ruột, mình cảm thấy bực mình. Đó, thì lúc đấy mình sẽ dùng cái từ kiểu như là modokashi. Hôm nay toàn những từ khó của N1 nha. Và mình hôm nay mình lọc toàn là từ vựng kiểu như tính từ thôi, sẽ hơi 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 khó nhớ một chút. Modokashi này. Modokashi sẽ dùng cho cái trạng thái khi mà kiểu như là mình sốt ruột. Ví dụ như thế này nha.
mình muốn truyền đạt, mình muốn nói cái cảm xúc của mình, nhưng mà mình lại không biết dùng cái từ tiếng Nhật nào cho nó truyền đạt đúng cái cảm xúc, cái kimochi của mình. Thì đấy mình rất là bực mình, rất là sốt ruột, mình rất là khó chịu. Mình có thể dùng là umaku kimochi o tsutaerarenakute modokashi. Lặp lại này. Umaku kimochi o tsutaerarenakute modokashi ね. Đó thì ví dụ nữa là ego ga chanto hanasenakute modokashi ね thì mới đúng. Thì câu số 1 được, câu số 4 được không? Câu số 4 thì lại là khi mà mình đi ra nước ngoài một mình mà mình bị ốm thì mình sẽ cảm thấy là mình rất là cô đơn, rất là trơ trọi một mình, không có ai bên cạnh, thì phải dùng cái từ gì ạ? Kokoro bosoi đúng không? Từ này hay gặp rồi này. Kokoro bosoi này. Kokoro bosoi. Nên chỉ còn cái phương án số 1 thôi. Thì nhìn cái hình ảnh cô con gái e thẹn bẽn lẽn trong cái bộ trang phục cô dâu lần đầu đi cưới chồng đúng không? Thì người mẹ không kìm được nước mắt. Thì cái ui ui chi này lúc đầu mình có gợi ý là nó chính là cái chữ sơ này. Thì người ta sẽ dùng cho những cái mà kiểu như là chúng ta chưa có quen. Thường hay dùng cho các cô gái cái kiểu lần đầu về nhà chồng rất là bẽn lẽn này, e lệ này, hoặc là khi mà mình chưa quen mình làm cái gì đó một cách lóng ngóng, người ta cũng sẽ dùng cái từ ui ui chi này. Nhưng mà trong cái từ ui ui chi này nó không phải theo cái nghĩa xấu đâu, không thể phải theo cái nghĩa xấu là mình vụng về cái kiểu đâu, mà nó lại theo một cái gì đó kiểu rất là ngây thơ, rất là trong sáng, mới lần đầu mà. Đấy. Tiếp theo nha, sugasugashi, cái từ này thì dễ dùng này, từ này các bạn có thể dùng được, chọn được. Mọi người thử chọn xem là sugasugashi thì cái nào sẽ phù hợp ạ. À? Cái này thành cặp luôn. Thường hay đi với cái gì? Ví dụ buổi sáng này, không khí này, những cái mà mình cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái, sảng khoái. Đấy, có thể dịch bằng những cái từ như vậy đúng không? Nó giống với những từ như là sawayaka, bằng với những từ như là sawayaka ne. Sawayaka viết bằng kanji nha. Đó, câu này mọi người làm được đúng không? Sawayaka thì đáp án chắc chắn nó phải là câu số 2. Đó. Rồi bây giờ thử xem những cái trường hợp còn lại thì cái nào phù hợp nha. À câu số 2 để dịch luôn này. Câu số 2 đấy các bạn có một cái từ, cái cụm từ đó là Sokoranaka này, Sokoranaka. Sokoranaka thì nó sẽ bằng với nghĩa là dokodemo, tức là khắp mọi nơi, kochira, chira, chỗ nào cũng. Ý là khi mà mình mở cái cửa ra thì cái không khí dễ chịu của buổi sáng nó tràn ngập khắp mọi nơi. Sokoranaka o mitashite desu ne. Mitas đây là mãn, tức là đầy á. Với câu số 1 được không? Câu số 1 thì sugasugashi thì không có dùng. Câu số 1 này nó sẽ mô tả cái hiện trường của cái vụ tai nạn. Và có một cái từ như thế này các bạn cũng ghi nhớ luôn này, nó cũng thành một cái cặp luôn. Mà nhiều khi chúng ta dịch sang tiếng Việt chúng ta thấy là sao nó lại lạ thế. Đó là cái từ này thì người ta sẽ dùng namanamashi ne. Đó, nếu mà viết kanji thì nó là cái chữ sinh này. Nếu mà viết kanji nó sẽ là cái chữ sinh. Thì nhiều bạn sẽ nói sao lại namanamashi lại hiện trường của vụ án. Đó. Nên chúng ta ghi nhớ như này. Sinh tức là nó sẽ dùng để chỉ những cái gì đấy mới. Mới hoặc là sinh động. Đó, đấy là một nghĩa này. Ngoài ra cái nghĩa thứ hai ấy, thì cái từ namanamashi nó dùng ví dụ như là những cái ký ức mà bây giờ mình vẫn còn rất là rõ rệt, mình nhớ rất là rõ rệt, cứ như là nó hiện ra trước mắt mình ấy, thì người ta cũng dùng là kyoku ni namanamashi, kyoku ni namanamashi. Hoặc là những cái ví dụ hình ảnh của một cái hiện trường vụ án mà người ta chụp rất là thật, chụp rất là thật, chụp giống như kiểu là mình nhìn thấy như là nó vừa mới xảy ra ngay trước mắt, cái bối cảnh nó như thật luôn, vừa mới xảy ra ngay trước mắt ấy, thì người ta cũng sẽ dùng với namanamashi. Và có một cái cụm từ khi mà mình muốn nói là cái bức ảnh mà nó mô tả nó cái hình ảnh thực tế tại hiện trường ấy, ví dụ cái cụm từ nếu mà người ta yêu cầu mình dịch là cái hình ảnh thực tế tại hiện trường đó, thì cái hình ảnh tại hiện trường người ta có thể game ba shashin ne là một này, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể thêm cái tính từ namanamashi để chỉ cái nghĩa là cái hình ảnh này là một cái hình ảnh kiểu như là nó mô tả như kiểu mình mấy nó may nị, như kiểu trước mặt mình nhìn thấy rõ luôn, và nó như kiểu là dekita vừa mới xảy ra luôn ấy, thì người ta sẽ dùng cái namanamashi này. Thì nhớ nó thành cụm luôn nhé, cố gắng là với cái trường hợp từ vựng N1 ấy, chỉ là nhớ nó thành cụm là các bạn sẽ làm được. Còn chẳng hạn như là cái câu số 3 thì anh ta đến Tokyo và trở thành một phóng viên và sống một cái cuộc sống, có thể sống một cuộc sống bình thường các kiểu, cái này thì đơn giản từ nào cũng có thể cho được.
Còn ví dụ câu số 4 này. Ocho sao va hono o akaramete, tức là đỏ, hai má đỏ ửng lên đi mang trà đến chỗ bố mẹ và khách. Thì cái này các bạn có thể dùng lại cái từ lúc nãy. Dùng lại cái từ lúc nãy kiểu như là những cái cô gái hình ảnh kiểu người ta rất là e thẹn, bẽn lẽn khi lần đầu tiên làm một cái việc gì đó. Thì có thể dùng cái từ lúc nãy, còn nhớ từ lúc nãy là từ gì không ạ? Cô dâu này. Ui ui si nè. Thì ở đây có thể dùng là ui ui si luôn. Ui ui si hono akademite nè. Má đấy. Rồi tiếp theo ạ. Yoso yoso si. Thì cái nào sẽ phù hợp ạ? Yoso yoso si. Từ này thì mình nghĩ mọi người chắc sẽ làm được. Bởi vì từ này hay gặp trong cái đề của N1 đúng không ạ? Từ này hay gặp trong đề của N1. Phương án số mấy để phù hợp với cả nhà? Số 7. Kiều Nguyễn chọn là phương án số 4. Yoso yoso ji tayo shiteru. Ok, chắc chắn là sẽ làm được rồi đúng không? Cái này thì nó dùng cho cái kiểu là nói chung rất là lê tăng, lạnh lùng. Lê tăng. Đấy. Kiểu như là không có gần gũi. Chitashimi ganai, lạnh lùng, không gần gũi, kiểu đối xử rất là lạnh lùng. Yoso yoso chi, đúng không? Thì là sẽ là phương án số 4 rồi. Thế những cái còn lại chúng ta có thể sửa sai cho nó bằng cách như thế nào? Ví dụ câu số 1. Watashi wa machigai o shiteki sarete. Khi mà mình bị người ta chỉ ra cái lỗi sai thì mình thường cảm thấy thế nào? Có thể là cảm thấy xấu hổ một cách này, hoặc có thể cảm thấy ngại ngần, có thể cảm thấy ngại nhé. Cái ngại đấy thì có thể dùng bằng những từ gì thử nghĩ xem. Ví dụ mình bị người ta chỉ ra cái lỗi sai thì mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy ngại, kiểu trời ơi cái lỗi sai này không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, thì có thể dùng cái từ gì ạ? Dùng cái từ gì với thần này ạ? Kimari ga warui. Kimari ga warui ne. Đó, có thể dùng với từ này. Kimari ga warui omoi o shita. Và cái phần omoi o shita cũng nhớ luôn nha, bởi vì có năm người ta đã thi cái kiểu như thế này rồi. Nó sẽ dùng cho cái cảm xúc. Mình cảm thấy rất là cái kimari ga warui nó vừa bao gồm một cái sắc thái của hazukashi mà nó vừa bao gồm cả cái sắc thái của cái kiểu như là mình xấu hổ, mình ngại ngùng, mình không còn mặt mũi nào nữa. À, Migurushi hả? Migurushi thì không dùng cho cái trường hợp này được. Migurushi thì lúc nãy có một cái câu cũng có Migurushi đấy. Migurushi thì nó sẽ dùng thường là cho cái vẻ bề ngoài khi mà mình mô tả một cái người nào đó. Ví dụ cái câu nãy để dâu đâu nhỉ? Đây, ví dụ này. Kare ga isshukan mo hige o nobashita mama de taihen migurushi. Thì lúc này là cái vẻ bề ngoài trông kiểu rất là khó coi, trông xấu xí. Còn cái này là cái cảm xúc của mình á, cái cảm xúc của mình thì thường ví dụ như là khi mà người ta chỉ ra cái lỗi sai cho mình ấy, thì mình cảm thấy kimari wa rui, mình cảm thấy tự bản thân mình cảm thấy rất là xấu hổ. Hoặc là các bạn có thể dùng với hazukashi, kuyashi kuyashi hả? Kuyashi để theo cái kiểu như là bởi vì cái này là lỗi sai của mình mà, nên dùng kuyashi thì nó hơi lại hơi hơi không không có đúng lắm. Kuyashi theo cái kiểu này này, mình nuối tiếc về một cái sự việc nào đó, hoặc là mình cay cú là mình bị thua. Mình bị thua nhá, mình đấu đá với người ta mà mình không bằng người ta, thì lúc đấy sẽ dùng với kuyashi nó phù hợp hơn. Còn đây là mình mắc một cái lỗi sai và lúc này mình bị người ta chỉ ra cho cái lỗi sai đó thì mình thấy xấu hổ. Mình nghĩ là chỉ dùng với những cái từ như là hazukashi hoặc là kimari ga warui thì nó phù hợp hơn. Còn với câu số 2 này. Atta bakari da to yu no ni mio ni yoso yoso shi. Mặc dù vừa mới gặp thôi mà như thế nào đó. Thì cái đoạn này là vừa mới gặp, thường là vừa mới gặp mà đi với no ni. Vừa mới gặp thì thường người ta hay phải giữ khoảng cách đúng không? Đó, thì có thể dùng với những cái từ như là nare nare shi. Nare nare shi. Nare nare shi thì khi mà nó đứng một mình ấy thì nó hay theo cái kiểu sắc thái tiêu cực, giống như kiểu là đáng lý ra là giữa mình với người đấy là shotaimen, tức là cái lần đầu tiên gặp mặt thì phải
kiểu như lần đầu tiên thì người ta hay giữ khoảng cách đúng không? Người ta hay phải rất là hơi khó gần một chút, giữ khoảng cách, nhưng mà lại lần đầu tiên nhưng mà lại quá là bỗ bã, quá là kiểu gần quá, và cái lúc đấy khiến cái gì quá cũng khiến cho người ta khó chịu, người ta ia đúng không? Thì lúc đấy người ta sẽ dùng với nare nareshi. Tuy nhiên nếu mà trong cái câu này thì thực tế là mình cũng có thể hiểu theo một cái nghĩa tích cực, tức là ngoài cái nghĩa tiêu cực ra mình cũng có thể hiểu theo nghĩa tích cực. Ví dụ một là có thể hiểu theo nghĩa tích cực là shitashimiyasu, kiểu như là một cái người dễ gần đấy, mặc dù mới gặp lần đầu thôi nhưng mà kiểu cũng khá là dễ gần, không có khoảng cách gì cả, thì đấy là có thể hiểu theo nghĩa tích cực mặc dù là nó cũng không nhiều. Còn nếu mà thường là hiểu theo nghĩa tiêu cực của nareshi thì kiểu nó rất là bỗ bã, kiểu khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mặc dù đó là một số tai mê mà lần đầu tiên gặp mặt. Còn với câu số 3 này, anna ni awateteru no wa nanika, à mình thấy nó cuống cuồng như thế, tự nhiên nó không được bình tĩnh. Awate được là kiểu cái trạng thái mình cuống cuồng, mình không được giữ cái sự bình tĩnh, bối rối, thì chắc là nó làm một cái gì đấy mà có lỗi về lương tâm. Nhớ lại cái từ đấy không ạ? Có thể dùng luôn cái từ mà chúng ta vừa mới học để chúng ta nhớ ạ. Có lỗi về lương tâm, tức là mình làm một cái việc gì đấy mà khuất tất, làm một cái việc gì đấy xấu hổ, làm một việc gì có lỗi với lương tâm thì tự nhiên nói mới mới an là gì áo tê tê được. Từ vừa lúc nãy có lỗi với lương tâm là gì ạ? Đoạn trên này này, nhớ cái câu, các bạn cứ nhớ thành cụm từ là được. Nani mo yamashii koto nai ga koibito ni keitai denwa o check saretaku nai. Nên là cái câu trên này các bạn cũng có thể thay thế bằng này ạ, cái từ có lỗi với lương tâm đúng không ạ? Những cái từ này thì gặp rất là nhiều. Yamashii này, cái dạng này thì rất khó nhớ, bởi vì sao? Bởi vì là nó chỉ dùng bằng cái thường nó chỉ dùng bằng cái dạng hiragana nên là mọi người sẽ rất là khó nhớ. Tiếp theo này, meboshi. Meboshi thì cái nào phù hợp ạ? Câu số 8 ạ. Meboshi. Tranh thủ 30 phút rồi các bạn nha, xong rồi các bạn đi ăn đi ạ. Mỗi ngày mình tranh thủ một tí cho các bạn học rồi ạ. Meboshi. Meboshi, ví dụ câu số 1 được không? Câu số 1 là cái ánh đèn, ánh đèn nó chiếu về phía mình, thì ánh đèn thì thường hay dùng với những từ như là chói. Ánh sáng mà nó chói thì người ta sẽ dùng từ gì ạ? Ánh sáng mà nó chói nhỉ? Nhớ từ đi ạ, nhớ từ. Đúng rồi, mabushi nè, mabushi. Ánh sáng chói, từ kanji sẽ là từ này. Mabushi. Light no hikari ga watashi ni mukerarete iru desu ne. Mabushi. Câu số mấy được ạ? Câu số mấy được các bạn? Cái từ meboshi này thì câu số mấy đúng? Các bạn chọn đáp án số mấy với câu này? Ok, mabushi thì đúng rồi. Nhưng mà cái meboshi này cái nào đúng? Cách dùng nào của meboshi thì đúng ạ? Câu số 2 được không? Câu số 2, khi mà mình sâu cái chỉ luồn qua kim nhưng mà mình sâu mãi mà không được, Nakanaka thora này, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Mình sẽ cảm thấy sốt ruột, mình sẽ cảm thấy bực đúng không? Sâu mãi mà không được. Còn nhớ cái từ lúc nãy vừa mới học là mình làm cái việc gì đó mà không theo như cái mong đợi của mình sốt ruột, mình bực không? Cái câu ví dụ đấy là mãi mà không nói được tiếng Anh ấy, thì sẽ thay thế bằng từ gì? Học lại này. Cái này thì thường mình sẽ để những cái phần mà nó gần na ná giống nhau để các bạn có thể dùng luân phiên được cho nhau. Watashi wa ego ga chan to hanase nakute modokashi. Modokashi. Đúng không? Đó thì cái câu này thì có thể thay thế cái từ này là modokashiku kanjiru. Modokashiku kanjiru. Đấy. Đáp án số mấy ạ? Meboshi thì các bạn sẽ chọn với phương án số 3. Meboshi. Meboshi nó sẽ dùng như này này. Từ trong iroiro na mono, trong rất nhiều cái, thì người ta sẽ chọn ra một cái gì đó medatsu, nổi bật này, hoặc một cái gì đấy mà người ta cảm thấy đáng giá, có giá trị. Đấy. Thì bây giờ trong rất nhiều cái thông tin tuyển dụng mình đi tìm rất được rất nhiều đúng không? Thì mình sẽ pick up, mình sẽ nhặt ra cái nào mà mình thấy ở
Có thể cái này là nó có giá trị đây. Tức là những tùy cái cách dịch nha. Có khi các bạn sẽ thấy người ta dịch là mình cảm thấy ok, mình cảm thấy ổn, hoặc là mình cảm thấy cái này được. Tức là gì? Trong rất nhiều cái thì mình lựa chọn mình cảm thấy cái nào nó nổi bật nhất, cái nào nó có giá trị nhất, cái nào mình cảm thấy ưng nhất. Đó thì người ta sẽ dùng với meboshi. Rồi sau đấy mình gọi điện. Kyojin joho kara meboshi mono pick up shite demo ireru. Còn cái câu số 4, Secho buri, cái phần buri này liên quan đến ngữ pháp của N1 là để chỉ cái trạng thái, đúng không? Cái trạng thái, cái hình ảnh phát triển gần đây của anh ta. Khi mà nói về Secho, Secho cái sự phát triển ấy, phát triển thì người ta hay dùng cái từ gì ạ? Kiểu như phát triển rất là nổi bật này. Thì người ta sẽ dùng với meza, mezamashi này, thì hay đi với những từ như là secho hoặc là hatten, mezamashi này. Ví dụ như là những cái dạng về kinh tế chẳng hạn, đó thì cũng hay dùng cái từ này mezamashi, mezamashi mono ga aru này. Rồi tiếp theo câu số 9 ạ. Mezamashi thì khác với memagurushi nha. Memagurushi để làm một cái kiểu khác. Memagurushi. Cái nào phù hợp đấy ạ? Cái nào phù hợp với phần này? Memagurushi. Câu 1 được không? Câu 1 thì kiniku cơ bắp. Người cao cơ bắp. Cơ bắp thì chỉ đi về từ gì? Cơ bắp kiểu rắn chắc đúng không? Rắn chắc thì thường là người ta hay đi về từ gì? Takumashi. Này, takumashi. Nên là cái câu số 1 thì không thể dùng được. Takumashi này, takumashi. Câu số 2 được không? Shinryu shaini tote wa memagurushi mainichi ga tsuzuku. Có một số bạn chọn phương án số 2 này, đoàn Mai Hương số 2 này. Ok. Câu số 3 được không? Jibun wa kurushimete iru mondai wo nanen suru. Những cái vấn đề mà đang làm mình khổ sở. Cái này thì có thể dịch với những kiểu như là mình cần phải làm rõ những cái vấn đề đấy, đúng không? Làm rõ, làm cho nó rõ ràng thì có thể, hoặc là giống như kiểu như là những cái vấn đề đấy mà nó đang nhập nhằng, nó làm cho mình phải khốn khổ, mình làm cho mình phải khổ sở, có thể làm rõ chẳng hạn. Thì hay dùng với những từ như là akiraka ni suru. Những cái chỗ số 3 này có thể dùng như thế này. Akiraka ni suru. Này. Câu số 4. Có cái mái tóc. À cái này thì hay 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 trong cái quảng cáo dầu gội đầu. Mái tóc đen bóng. Đen bóng nha. Thì người ta sẽ dùng cái từ gì ạ? Nhớ lại xem. Về tí nữa xe về xem lại cái chai dầu gội đầu xem có. Tsutsuyaka. Tsutsuyaka. Đúng rồi ạ. Tsutsuyaka. Không, có một từ thôi. Tsuyaka. Tsuyaka. Thì mới đúng. Tsuyaka. Đấy, nó là cái từ kanji này này. Tsuyaka. Thì cái này là tính từ đôi na. Thì chỗ này chúng ta sẽ thêm là Tsuyaka na này, mái tóc đen bóng. Thế thì bây giờ chỉ còn lại cái memagurushi ở câu số 2 thôi. Thì cái này nó sẽ thường dùng để chỉ những cái thứ nhất này, thay đổi một cách chóng mặt. Memagurushi. Hoặc là cái công việc nó nhiều ấy, nó cứ dồn dập hết cái này cái kia, nhiều đến mức chóng mặt luôn. Một là thay đổi này, hai là công việc nó dồn dập này, thì người ta sẽ dùng với bận rộn dồn dập túi bụi ạ. Memagurushi này. Rồi, từ số 10 nha. Thôi đến từ này nữa chúng ta nghỉ để cho các bạn nghỉ buổi trưa nha. Modokashi, từ này lúc nãy có rồi. Modokashi, phương án nào sẽ phù hợp? Modokashi. Nhớ là omu yo ni narazu iraira suru. Nó bằng với những từ như là omu yo ni narazu iraira suru. Tức là mình cảm thấy rất là khó chịu, bực, bởi vì là nó không theo như cái mà mình cái điều mà mình mong muốn, cái điều mà mình nghĩ. Omoyo ni narazu iraira suru. Thì cái nào phù hợp ạ? Tức điên người, tức mình, bực mình, bực mình. À cái số 2 thì phải để ý nhá. Cái số 2 chủ ngữ ở đây là thái độ của mẹ khi mà nghe điện thoại ấy. Mẹ như thế nào đó đến mức tôi bực mình. Thì không thể là dùng là thái độ của mẹ khó chịu đến mức tôi bực mình được, bởi vì là thực ra là cái thái độ của người khác là mình không thể nào mà theo như mình được. Cái này là phải dùng cho cái sự việc của mình nha.
Motokashi là dùng cho cái sự việc của mình. Ví dụ như là mình muốn nói cho người ta cái cảm xúc của mình nhưng mình lại không nói được, mình bực quá. Umaku kimochi wo tsutaerarenakute motokashi. Hoặc giống câu lúc nãy là ego ga chanto hanasenakute motokashi. Chứ đây cái chủ ngữ là hahaoya no taido thì không thể dùng với motokashi được. Đấy, nên câu số 2 không đúng đâu ạ. Nó là cái cảm xúc của, ví dụ như là cảm xúc của cái người nói đấy, người ta bực mình vì một cái điều gì đó, chứ không thể là cái đoạn này là mình bực mình đến mức bực mình được, rõ ràng không đúng. Ví dụ như là thái độ của mẹ, mẹ nghe điện thoại mà mẹ lạnh lùng với mình quá, hôm nay mẹ lại kiểu như là cục lốc với mình, mẹ không có quan tâm gì đến mình cả, thì có thể dùng là sokenai chẳng hạn, đúng không? Sokenakatta. Hara ga tatsu hodo soke nai. Câu số 1 được không? Câu số 1 là mong ngày trở về. Mình đang bây giờ đang sống sống và mong mỏi từng ngày trở về. Thì mong mỏi có thể dùng với machi. Machi gì nhỉ? Machi mà đi với phần thành tính từ ấy. Machidoshiku. Machidoshi thì bây giờ chuyển thành cái phó từ. Machidoshi. Như thế này đúng không? Machidoshi mong ngóng. Thì bây giờ chuyển thành phó từ. Machidoshiku omoi nagara seikatsu shiteru. Machidoshiku ne. Rồi, thế bây giờ còn lại cái số 3 và số 4 thôi. Bởi vì căng thẳng khi nói chuyện với giám đốc nên là dùng từ kiểu như là từ ngữ nó không được trôi chảy. Mình thường khi mình kincho thì mình sẽ dùng kiểu ấp áp úng không được trôi chảy đúng không? Thì sẽ dùng cái từ gì? Có nhiều cách dùng nhá, ví dụ như là tado tadoshi cũng được này. Tado tadoshi nói kiểu ngang ngữ. Tado tadoshi kotoba zukai ni natta ne. Tado tadoshi thì bây giờ chỉ còn lại cái số 4 thôi, là rất là bực mình bởi vì đợi cái thời gian elevator matsu jikan mo modokashiku ne. Bực mình quá không có đợi được, sốt ruột. Nhớ nhá, modokashi là bực mình này, sốt ruột khi mà cái sự việc jibun no omoi yo ni narazu iraira suru, nhớ là nó bằng với sắc thái của iraira, sốt ruột, đợi thời gian thang máy sốt ruột quá nên là đã đi cầu thang bộ xuống. Đó, thì bây giờ tổng kết lại những cái từ ngày hôm nay này. Thứ nhất này, motokashi bực mình khi mà cái sự việc nó không như ý của mình, sốt ruột, nó sẽ bằng với sắc thái của iraira suru. Sokenai là thái độ, thường đi với thái độ lạnh lùng. Tado tadoshi kiểu như là ấp úng, nói cứ ngấp ngang ngấp ngúng không được trôi chảy. Machidoshi kiểu như là mình chờ mong mong ngóng. Machidoshiku omoi nagara. Rồi memagurushi thì kiểu là những cái nó thay đổi chóng mặt, hoặc là công việc nó cứ dồn dập tới tấp bật, tối mặt tối mũi. Còn những cái từ còn lại này, ví dụ như là tsuyayaka. Tsuyayaka thì hay dùng với tóc đen bóng này, hoặc là cơ bắp chắc takumashi. Meboshi thì là trong rất nhiều cái iroiro na monokara mình sẽ chọn ra một cái gì đấy nó medat, nó nổi bật nhất, hoặc là nó có giá trị nhất, cái mà mình ưng ý nhất. Đó. Còn khi mà muốn nói về secho, cái sự phát triển ấy, thì hay dùng sự phát triển nổi bật thì người ta sẽ dùng với mezamashi. Còn khi mà sâu sâu kim sâu chỉ qua kim mà cũng bực mình sốt ruột đó thì cũng quay lại với cái từ là modokashi. Đó, modokashi. Ánh sáng chói thì sẽ là mabushi. Còn là yoso yososhi thì sẽ bằng với những từ như là lê tăng hoặc là shitashimi ga nai, tức là lạnh lùng. Đúng không ạ? Cũng hay đi với những cái về thái độ hoặc là thái độ. Còn kiểu như là khi mình cảm thấy một cái gì đó mình xấu hổ và cắn rứt với lương tâm ấy, yamashi. Còn cái trạng thái khi mà mình kiểu bỗ bã lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà lại quá là gần gũi ở trên cái mức gọi là cho phép thì sẽ dùng với nare nareshi. Còn cái cảm giác xấu hổ khi mà bị người ta chỉ ra cái lỗi sai của mình, có thể dùng kiểu xấu hổ không còn mặt mũi nào để nhìn, kimari ga wari. Sugasugashi thì bằng với những cái sắc thái như là sawayaka, thường hay đi với những cái dạng như là kuki này, asano kuki, cái không khí buổi sáng rất là dễ chịu này, đúng không?
Còn là Namanamashi thì nhớ là có thể đi với cái cụm từ là Namanamashi Game Basashin, một cái bức ảnh hiện trường nó thể hiện rất là chân thực, hiện trường rõ mồn một như ngay trước mắt, hoặc là kiểu như là ký ức mà nó rõ mồn một như ngay trước mắt cũng dùng với Namanamashi này, ngoài cái nghĩa là mới ra. Tiếp theo có cái từ là Sokoranaka, ví dụ cô cụm này là Kukiga Sokoranaka wo mitashiteru, tức là cái không khí dễ chịu nó tràn ngập khắp mọi nơi. Sokoranaka sẽ bằng với Dokodemo này. Tiếp theo này, Uiuishi thì là cái chữ sơ, cứ nhớ cho cái hình ảnh kiểu như là rất là thẹn thùng, e thẹn, lóng ngóng khi mà lần đầu tiên người ta làm một cái gì đó. Mada narete inai, chưa có quen. Nhớ cái cụm từ là cái hình ảnh cô dâu rất là lóng ngóng, đúng, kiểu rất là e thẹn, hoặc là cô gái kiểu e thẹn bê trà đến ấy, thì đều mới dùng cái từ uiuishi này. Và cái sắc thái của nó không phải là sắc thái tiêu cực, sắc thái tích cực cho những cái mà kiểu trông rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên lóng ngóng lần đầu. Đấy, còn Modokashi nói rồi này. Lần đầu tiên đến một đất nước nào đó ở một mình thì cảm giác cô đơn đúng không? Kokoro bosui. Đó. Yamashi. Nani mo yamashi koto nai ga. Mình không có làm gì xấu hổ với lương tâm cả. Còn nếu mà ánh mắt kiểu vô hồn trống rỗng, uchiro ne, uchiro me. Còn những cái thông tin nghèo nàn, joho ga toboshi. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình trải qua một cái ngày nghỉ mà nó rất là vô vị, nó không có được cái ích lợi gì cả, chả làm được cái việc gì, thì có thể dùng là nani mo dekinai mà kyujitsu wa. Từ này đọc là gì ạ? Chữ hư trong cái từ hư không sẽ đọc ở đây là namashi, chuyển thành cái phó từ là amunashi, chuyển thành cái phó từ là munashiku sugoshite, sugoshita hoặc là sugiteita đều ok. Yagakoshi thì nhớ là thường nó sẽ đi với những cái về mặt nội dung, bằng với những trạng thái của những cái dạng như là fukuzatsu hoặc là wazurawashi, những cái lằng nhằng phức tạp, khó hiểu, dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ đây là giải thích rất là lằng nhằng nên là mình còn chả hiểu cái lý do như thế nào. Wakega wakaranaku natte shimatta. Còn ví dụ như là khi mà mình cảm thấy rất là đau buồn, đau lòng á, mình nghĩ đến những người đã mất chẳng hạn, thì sẽ dùng với setsunai ne. Setsunai kimochi ni naru. Nayamashi kiểu nó sẽ dùng cho cái hiojo, cái biểu cảm trên khuôn mặt, theo cái biểu cảm như là mình đang lo sầu, u sầu, phiền não về một cái chuyện gì đó. Nayamashige này, bởi vì mô tả cho người khác mà, hiojo. Từ cuối cùng Namayasashi thì cái Namayasashi này sẽ bằng với những cái sắc thái như là kantan hoặc là tayasui, tức là những cái nó đơn giản, nó dễ làm. Đây không phải là một cái điều đơn giản đâu. Keste Namayamashi koto dewa nakatta ne. Còn ví dụ như khi mình nói là một người con trai mà có cái tâm hồn kiểu rất là trong sáng, nó không, nó là trong sáng này không phải là trong sáng như kiểu trẻ con nhá, mà trong sáng như cái kiểu là không có gian xảo, chơi thì chơi rất là fair play, chơi rất là đẹp ấy, thì người ta có thể dùng với isagiyoi hoặc là nó sẽ bằng với từ là keppaku ne, keppaku na kokoro wo motteru. Còn khi mà dùng cho một cái hành động gì đó mình làm rất là mạnh, dữ dội, rất là mạnh, ví dụ đứng phắt dậy thì sẽ dùng với từ là arashi, thì ví dụ câu này sẽ biến thành phó từ là arashiku sekio tatsu, hoặc là mở cửa đến bập một phát arashiku, arashiku nhé, arashiku, bởi vì nó là arashi mà, arashiku sekio tatsu hoặc là arashi nhé. Đó, bởi vì là bản thân nó dùng để chỉ những cái nó dữ dội này, khốc liệt này, mạnh mẽ này, nó sẽ đi với hành động để bổ nghĩa cho cái hành động này, nó làm mạnh hơn so với bình thường. Ok, hết 30 phút rồi, lố rồi chứ, 45 phút rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm sau nha. Kare-sama desu.